tắt gì nha mọi người. Trời. Cái này nó phản ứng hóa học nó gam màu nè. Đúng rồi, tắt mà. Tắt như nó phản ứng cái này. Chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình ha. Thì hôm nay rảnh rỗi, nhà cũng không có gì làm, với lại là có mớ hoa đậu bếp nè. Hoa đậu biếc chứ, hoa đậu biếc chứ phải là đậu bếp. Hoa đậu biếc, hoa này là có màu xanh biếc nha. Và mình phơi cũng khá là nhiều, và hiện tại dịch giả này cũng không có bán được mấy cái hoa này. Và hôm nay mình sẽ làm thử nước tắc với hoa đậu biếc uống sẽ coi như thế nào ha. Cái hoa này các bạn làm nước với lại làm những cái thực phẩm mà các bạn cần màu á, thì làm cái này rất là đẹp luôn. Hôm nay thì dưới quê mình xuống chỉ thị 15 rồi. Và ở ngoài đây hồi đó là có cái chốt, bây giờ nó gỡ chốt rồi. Giờ mình sẽ hái vài bông. Đây là cái bông tươi mình phơi khô. Sáng thấy hết mấy cái bông nở rồi, còn cái bông búp. Đi đi được chưa? Chừng 4 bông rồi. Bông nở nó sẽ có màu nhiều hơn, không có bông nở hả? Bông nở thôi lấy bông này đi. Đừng có bông ngoài bẻ thì lấy bông này cũng được, nồi này cũng mới bẻ hồi sáng thôi. Hơi éo héo rồi, cỡ 4 bông được rồi. Mình hái sẽ làm trà tắc và hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc chứ không phải đậu biếc. Thì mình pha chút nước sôi để mình lấy cái màu trước nha. Này tươi hay là khô gì nó cũng có màu như nhau nha. Bông khô thì nó không có cái mùi giống như rau luộc, còn bông tươi thì thử nó cái mùi y chang như rau luộc, nó còn tươi. Đây thì mình cứ cắt tắc ra, tắc này thì trồng ở nhà. Trước nhà thì có cái cây tắc này nè mọi người, cứ vòng vòng nhà trồng chừng 2 cây tắc là uống xỉn luôn. Để làm sao cái cây này là cây gì quên, cây dương liễu hay gì đó. Đây nè, thấy chưa, một cái cây tắc thôi là nhà mình uống bế xế rồi. Nhà nào mà gọi là sử dụng nhiều lắm, mình nghĩ là trồng 2 cây thôi. Và cây tắc này rất là dễ trồng, hầu như mình trồng mình cũng chả có tưới nước gì cả. Lâu lâu, thí dụ nắng quá thì mình tưới một chút thôi. Rất là dễ trồng và nó không cần phân thuốc, phân bón gì cả. Rất là tốt. Rồi, dễ trồng. Coi cái gì tới đâu rồi. Đây, sau 20 phút chúng ta được nước. Trời ơi, màu đẹp với ta. Màu quá xuất sắc luôn á. Nhưng mà cái tươi này nó hôi cái mùi đồ tươi á, hôi phải không? Nó hơi hôi giống mùi rau luộc vậy đó. Rồi bởi vậy là cái này phải lên lấy khô á. Lấy khô nó không có bị mùi, nếu các bạn mà không có thích cái mùi. Còn mình chắc bỏ vô tắc nó hết mùi mà, để là thử nó còn mùi không. Rồi mình này mình thử mà. Thử khi mà mình pha như thế này thì uống như thế nào ha. Được không? Rồi bây giờ mình sẽ nặn tắc vô nha mọi người. Trời. Cái này nó phản ứng hóa học nó gam màu nè. Đúng rồi, tắc mà. Tắc như nó phản ứng với cái này. Kệ, uống thử đi, chắc không sao đâu. Trời ơi, nó phản ứng hóa học nó gam màu, đổi màu liền luôn á. Tắc mà. Hay trời. Cha cái trò này hay à. Cái này là mình chế, mình làm những cái độc đáo với cái này được á. Mình bỏ vô nó đổi màu á. Mình sẽ chế một cái nào nó ngăn nước trên đây nè, cái mình lắc cái nước nó nhiễu xuống nó đổi màu ly. Hay à, đúng không? Là cái loại nước pha, loại nước đặc biệt. Trời ơi, nó ra màu. Từ màu xanh á, bỏ nước có tính axit vô á, nó ra màu tím.
Cái này giống như hồi học, hồi đi học. Cái này phản ứng hóa học cái gì giống như 3 giờ cái gì đó. Đi ra cái màu. Trà. Trà thì màu vàng. Wow. Nó ra giống như màu là mặn á trời. Màu này y chang như màu lụn vậy. Đúng rồi. Bạn chơi tắt nha. Bạn chơi tắt hả? Chỉ cần nếm thử trước khi bỏ đá. Nếm chứ, phải nếm. Nếm thử trước khi bỏ đá. Có gì bình thường không? Ổn không? Chua hả? Thử đi. Nếm đường đi. Ừ, được rồi. Hơi ngọt rồi đó. Muốn cho một muỗng đường hơn. Ủa cái này mình uống rất là chua. Ngọt quá uống không? Đó, mình được một cái ly như thế này. Màu thì nhìn cái giống như là nước lựu hay là nước giống rượu van. Để uống thử nhìn xem như thế nào. Đây, cái ly lúc nãy hai đứa mình pha nè mọi người. Hoa đậu biếc với trà với là tắc. Thì được ly thế này. Nhìn màu khá đẹp. Giống như nước lựu hay là rượu van gì đó. Rượu nho, đúng rồi, rượu nho. Để thử coi. Đúng là cái mùi á, thì lúc nãy mình nói là có cái mùi rau luộc á, nhưng mà thêm bỏ tắc với trà vô thì nó áp cái mùi rồi. Bạn nào không thích cái mùi giống kiểu rau luộc á thì mọi người dùng cái loại mà hoa đậu biếc khô á thì nó sẽ không có mùi gì đó nha. Thử nha. Thì cũng giống như loại trà tắc bình thường đó, được cái nó có màu lạ. Trà tắc nhưng mà có màu mặn đó. Thì cái này nó lạ. Nó lạ hơn cái loại thường mình uống, nó gây cảm giác nó kích thích vị giác của mình hơn. Uống cái gì lạ lạ mình thích. Đúng là có cái mùi. Nó vẫn còn cái mùi heo luộc nhưng mà nó ít lắm. Mình với bạn uống cái hốp của các bạn uống mà cái gọi là một cái hớp, một cái hớp mà nhiều nước á, thì các bạn uống vào nó còn phản phất cái mùi mà rau luộc ở trong gẫm, còn có mùi rau luộc, bởi vì nên dùng đồ khô. Bây giờ là cái loại này á, nếu các bạn nhà nào có trồng hoa đậu biếc và có tắc trà, mà trà tắc uống bình thường nó gọi là nó nhàm chán quá, thì các bạn có thể pha thử cái này thì nó cũng khá là hay đó. Hoặc là các bạn có thể tắt, các bạn pha riêng và các bạn nêm đường vào sẵn á, thì đó các bạn để trong đây là hoa đậu biếc với lại hoa đậu biếc thôi, thì các bạn sẽ có một cái dung dịch nước màu xanh thế này. Sau đó các bạn đổ cái dung dịch tắc với đường vào, các bạn nêm sẵn, các bạn đổ vào thì các bạn sẽ được cái hiệu ứng từ cái ly màu xanh sang cái ly màu giống như rượu van thế này, giống như nước lựu vậy đó, thì nó nhìn nó cực kỳ đã mắt và nhìn rất là ngộ. Thì các bạn có thể làm thử ha. Đó, cho bạn bè một cái ly nước nó có cái sự độc đáo mà biến hóa trong đó đó, thì các bạn có thể làm thử nha. Vừa đổ vào nó sẽ đổi màu liền đó. Thì nếu mà có cơ hội lần sau ngày mai á, tại mốt gì mình sẽ rảnh, mình sẽ làm thử một cái ly, đó là hoa đậu biếc màu xanh, và mình sẽ cho nước tắc vào để nó đổi màu ra màu này luôn. Mai mốt mình sẽ làm. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.
uống nó cũng chung là khá là ngon. Màu lạ mắt, tốt cho sức khỏe. Mấy cái thứ này còn tốt hơn trà cũng tốt nè, tắc thì có vitamin C này, còn hoa đậu biếc thì nó cũng bổ mắt và khá là nhiều cái rất là tốt liên quan tới cái hoa này. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.